Xin chào các bạn đã đến với video livestream trên Facebook, và sau đây là mình sẽ đeo cái lốt cái video này về và mình sẽ up lên kênh YouTube xe đạp Hải Phòng của mình. Xin chào anh Quang Hà. Và trong video này thì tôi sẽ đánh giá và giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc xe đạp thể thao touring Nhật bãi hiệu Chevau. Như chiều hôm qua thì tôi đã livestream đánh giá về chiếc xe đạp Chevau màu xanh và là sườn nhôm. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một cái video mới mà để mà review chiếc xe đạp hiệu Chevau nhưng mà là sườn sắt. Thì để mình đảo camera để quý vị và các bạn nhìn xe. Vâng, đây như trong hình đây là em chào anh Minh. Em chào anh Minh Bin. Như trong em chào anh Trường Vũ. Trong video đây thì là chiếc xe đạp touring hiệu Chevau Nhật bãi mà bên cửa hàng mình mới nhập về phục vụ cho những người sử dụng xe đạp trong mùa hè này. Xin chào anh Trần Văn Thái. Chiếc xe đạp touring Chevau này thì có sườn bằng thép chứ không phải như các xe thông thường khác là sườn bằng nhôm. Cái sườn bằng thép thì nó có ưu và nó cũng có nhược so với sườn bằng nhôm. Tuy là trọng lượng của nó thì nó không nhẹ. Vâng, xin chào anh Minh Bin. Em đợt này em livestream, sau đó em download video này về và em up lên kênh YouTube xe đạp Hải Phòng của em. Xin chào anh Khánh xe đạp. Và như các bạn thấy thì cái khung của xe đạp thì thường thì sẽ bằng nhôm, nhưng mà chiếc xe này thì lại khung bằng thép. Để mà biết nhận biết khung bằng thép thì các bạn sẽ nhìn cái mối hàn nó sẽ nhỏ. Xin chào xe đạp An Cốt, xin chào Cu Tí. Cái mối hàn nó sẽ nhỏ, chứ còn nếu mà khung bằng nhôm thì mối hàn sẽ to. Và lăm châm sẽ hút được cái khung này. Lăm châm sẽ hút được cái khung thép này. Thì đó là khung bằng thép. Xin chào anh xe đạp Toàn Cầu. Và chiếc xe đạp Chevau này thì có size là, để chúng ta xem size bao nhiêu. Size của chiếc xe đạp sẽ tính từ khoảng cách từ tâm của cái đùi đĩa này cho đến khóa cọc yên. Như vậy là size của xe đạp này là, xe đạp này là size 46. Size chiếc xe đạp này là size 46. 46 và sườn sắt. Sườn sắt thì trọng lượng có thể không bằng sườn nhôm, nhưng mà nó cho một độ ổn định ở những cái cung đường mà sóc, và cái độ ổn định của sườn thép thì nó sẽ tốt hơn là độ ổn định sườn nhôm. Xin chào chị Đào Phạm, xin chào anh Phương Dương Hoàng Phương. Xin chào chị Đào Phạm. Thì cái khung bằng thép thì nó sẽ cho cái độ ổn định tốt hơn khung bằng nhôm, nhưng mà trọng lượng thì nó hơi nhỉnh hơn một chút. Và chiếc Chevau này là sườn bằng thép cao cấp của hãng Chevau sản xuất, được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Đây, như các bạn thấy thì trên hình của chúng ta đây là có cái tem là frame size 450, có nghĩa là khung của chiếc xe này có size là 45 cm, như chúng ta vừa đo cũng rất là giống với kết quả chúng ta vừa đo, đó là 45 cm. Thì cái size xe 45 này thì nó sẽ phù hợp cho những cái người mà đạp mà có chiều cao từ 1m62 cho đến 1m75 đều có thể sử dụng được chiếc xe này rất là dễ dàng. Chiếc xe được trang bị vành 700C hai lớp, vành 700C hai lớp, lốp Kenda, đũa thép, và đi kèm với đó là cái trang bị một đôi lốp quả 700 × 32C. Đằng sau và đằng trước được trang bị phanh V, và như các bạn thấy là vẫn còn một số cái khóa, vẫn còn một cái số cái khóa mà để trang bị cũ của người dùng ở bên Nhật đây. Thì xe được, xin chào anh Huân Tưởng, xin xe được trang bị lip Shimano 7 tầng và đề Shimano Tourlay. Đây là một bộ đề rất là thông dụng trong những cái chiếc xe bãi của Nhật Bản mang về.
Đằng trước chúng ta có một bộ chuyển đĩa Shimano Tourlay và bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi nhôm 3 tầng. Như vậy, ở đằng trước 3 đĩa và đằng sau là lip 7 đĩa thì xe này có 21 tốc độ khác nhau. Như trên chúng ta thấy, chiếc yên vẫn còn nguyên bản, có một chút rách qua quá trình sử dụng bên Nhật Bản. Nhưng mà bên cửa hàng mình là hầu như các xe là sơn nguyên bản. Chúng ta cửa hàng mình là không có bắn tút lại sơn và yên cũng để nguyên bản luôn nếu mà còn đẹp. Ở đằng trên tay cầm chúng ta có một ghi đông tay gần như là tay bằng, thường là mọi người sẽ gọi là tay bằng. Và chủ ở đây chúng ta có sẽ tay bấm xả chuyển số Shimano Tourlay 7 tốc độ bên tay phải và 3 tốc độ bên tay trái để chuyển đĩa. Xe có 21 tốc độ khác nhau. Đây là về lip và đây là lên lip. Đằng trước thì chúng ta có một xe có giảm sóc hiệu SR Sun Tour và cũng có thương hiệu logo của sản phẩm là Chevrolet. Đằng trước cũng có phanh V giảm sóc rất là đẹp, còn mới, khá mới. Và đằng trước cũng trang bị lốp 700C khoảng 28, vành hai lớp, đũa thép rất là sáng, mới. Chiếc tay bấm xả này còn khá là đẹp, rất đẹp, lành lặn, hiệu Shimano Tourlay. Tức là xe này được trang bị một group full Shimano Tourlay. Ấy như cái giảm sóc này vẫn là nguyên bản, sơn, nước sơn nguyên bản, sườn thép sơn rất đẹp. Ở đây chúng ta có thấy một số cái tem mác thể hiện là chiếc xe đã được dùng tại thị trường Nhật Bản, Urban Stream Travel. Chân trống còn mạ rất là đẹp. Và đây là chúng ta có một những cái tem mà chứng nhận xe đã sử dụng ở thị trường Nhật Bản. Xe rất đẹp. Nói chung là để mà cái dòng Travel này thì cái sườn nhôm thì rất nhiều, nhưng mà cái sườn thép thì rất là hiếm. Và từ thời mà mình bán xe Nhật bãi đến bây giờ thì mình mới thấy cái chiếc này mà là sườn thép là lần đầu tiên. Chiếc xe này được bán tại cửa hàng xe đạp haiphong.com và trên website sắp tới là mình sẽ đưa video này lên website. Quý khách và các bạn có nhu cầu biết về giá của chiếc xe này thì giá chiếc xe này nó vào khoảng gần 5 triệu. Còn giá chính xác thì quý vị hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943, qua Zalo hoặc Facebook, hoặc gọi điện trực tiếp. Chúng tôi sẽ báo giá chính xác và những cái phụ kiện mà quý vị được hưởng khi mà sử dụng mua xe tại cửa hàng chúng tôi. Nếu mà quý vị đang xem trên Facebook thì quý vị hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và để chế độ xem trước, thì khi mà chúng tôi live stream ở trên Facebook thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được xem cái live stream của chúng tôi. Còn nếu các bạn đang xem video trên YouTube, xin chào chị Vân Lê. Nếu mà các bạn đi đang xem trên YouTube thì các bạn hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chiếc chuông để các bạn là những người mà được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới nhất. Và đợt mùa hè lần này thì cửa hàng xe đạp Hải Phòng, xin chào chị Vân Lê. Đợt mùa hè này thì cửa hàng xe đạp haiphong.com của chúng tôi về rất là nhiều cái mẫu xe đạp thể thao Nhật bãi để phục vụ quý vị và các bạn đi lại và trải nghiệm một mùa hè thật là vui vẻ. Mà về rất là nhiều thì trong những thời gian tới và tiếp sau đây là mình sẽ live stream tiếp tục những cái mẫu xe đạp tiếp theo, và quý vị nhớ đón xem. Và quý vị đừng quên là ấn chế độ xem trước trên Facebook và kết bạn với link xe đạp Hải Phòng. Và nếu chuẩn trên YouTube thì ấn like video và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông. để quý vị là những người được xem trước khi mà chúng tôi có video mới nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong live stream ngay tiếp theo bây giờ. Xin chào các bạn.